Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy sẽ cùng chúng ta chuyển sang một cái chủ đề kiến thức mới của toán lớp 6. Đó là cái dạng bài thứ tự thực hiện các phép tính mà không chứa dấu ngoặc nha. Bọn con phải lưu ý cho thầy ở đây là loại bài không chứa dấu ngoặc. Nói về các ngoặc ấy thì chúng ta có ngoặc đơn, ký hiệu tròn tròn như này này. Sau đó đến ngoặc vuông. Ngoặc vuông chúng ta sẽ viết các số và phép tính ở bên trong này này nhá. Và có ngoặc nhọn. Trong toán thì mình sẽ có 3 cái loại ngoặc này: ngoặc đơn, ngoặc vuông và ngoặc nhọn. Thế nhưng mà bài hôm nay ấy, chúng ta học cái dạng bài dễ thôi đã. Đó là dạng bài mà các phép tính nó không chứa dấu ngoặc. Rồi, thế không chứa dấu ngoặc thì lại chia ra thành các trường hợp nhỏ. Thì ta cần chú ý cho thầy như sau. Chú ý về mặt lý thuyết đã, rồi sẽ đi đến phần thực hành là các cái phép tính cụ thể sau. Lý thuyết phải nắm chắc. Ý thứ nhất đó là gì? Nếu mà phép tính ấy nó chỉ chứa nhân với chia nha. Chỉ có, thầy ghi vắn tắt cho dễ hiểu nha. Chỉ có phép nhân và chia. Chỉ có phép nhân và chia thì ta thực hiện từ trái qua phải. Thì làm từ trái qua phải. Từ trái qua phải. Rồi. Thế nếu mà trong bài nó chỉ có cộng trừ. Chỉ có cộng trừ. Là viết tắt với một chữ phép rồi đấy á. Đáng nhẽ là phải nói là chỉ có phép tính cộng trừ. Thì cũng là gì? Cũng làm từ trái qua phải. Tí nữa thầy sẽ có ví dụ cho đầy đủ các dấu cộng này. Cái loại thứ ba là gì? Loại thứ ba là có cả cộng trừ và nhân chia. Tức là có lẫn lộn tất cả cái này à, nhưng mà không có dấu ngoặc nhá. Nhớ hôm nay đang học là không có dấu ngoặc. Có cả cộng trừ nhân chia. Thầy cứ nói thế cho dễ hiểu. Có cả cộng này, trừ này, nhân này, chia này. Có cả bốn phép tính này cũng được, mà có ba loại cũng được nhá. Có cả cộng trừ nhân chia thì lúc đó ta phải hiểu là làm nhân chia trước, cộng trừ sau. Làm nhân và chia trước. Nhân và chia là một nhóm. Nhân và chia là làm trước. Chấm phẩy. Cộng và trừ thì làm sau. Cộng và trừ thì làm sau. Nhớ chưa nào? Đó là ý thứ ba. Rồi, ý thứ tư. Nếu mà có cái gì nữa? Nếu mà nó có cộng trừ nhân chia xong nó có lũy thừa nữa cơ. Nào. Nếu có cả lũy thừa. Video trước chúng ta học về lũy thừa rồi mà. Nếu có cả lũy thừa này, cộng trừ nhân chia, cộng trừ nhân chia thì ta lại phải ưu tiên làm gì trước? Lại phải là lũy thừa trước nhá. Thì lại phải làm là lũy thừa trước. Lũy thừa trước. Xong rồi thứ tự đến nhân và chia. Cuối cùng mới là cộng trừ. Ghi ở đây. Cuối cùng mới là cộng trừ. Cuối cùng mới là làm cộng trừ. Được chưa nào? Rồi, thầy lấy cái bút khác. Bây giờ thầy cho chúng ta ví dụ nhá. Cho chúng ta ví dụ. Nếu mà phép chỉ có nhân chia thì sao? Đây. Ví dụ 1. Chỉ có nhân chia thôi. Thầy làm đơn giản ví dụ. 3 nhân 4 chia 6 nhân 3 bằng. Đó. Đừng có ai làm là 3 x 4 thì được 12, 6 x 3 được 18, xong lấy 12 chia 18 là sai bét nhá. Đây này, sai là như thế này này. 3 x 4 là 12, chia cho 6 x 3 là 18, xong kết quả ra đây là bằng 12 phần 18. Sai. Đây là phép toàn nhân chia thôi. Toàn nhân chia thì mình phải làm thế nào? Làm đúng này.
3 nhân 4 chia 6 nhân 3 thì phải làm là 3 nhân 4 ra 12. Chép lại cái chia 6 nhân 3. Mình làm từ trái sang phải mà. Rồi, 12 chia 6 thì được 2. Giữ nguyên cái nhân 3, chép xuống. 2 nhân 3 kết quả cuối cùng bằng 6. Đây là cách làm đúng nha. Đây là cách làm đúng. Rồi, thầy lại cho tiếp một cái ví dụ thứ hai. Nếu có cả cộng trừ, tức là chỉ có cộng trừ thôi, thì làm từ trái qua phải. Ví dụ 12 trừ 9 cộng 3 trừ 1. Nào, đừng ai nhầm là lấy 12 trừ 9 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2 trong kết dấu cộng ở giữa. Tại vì mình làm sai vì mình cứ hiểu là hai cái là một, hai cái là một. Tự dưng mình lại thích ghép đôi. Mà ghép đôi như thế là sai quy tắc. Quy tắc của mình nếu không có dấu ngoặc mà chỉ toàn cộng trừ thì phải làm từ trái qua phải. Làm đúng là như sau. Đây là sai đấy nhá. Bằng 5 là sai. Làm đúng đây này. 12 trừ 9 cộng 3 trừ 1 thì phải bằng 12 trừ 9. Thầy nói nó cứ sai sai cái gì nhỉ? À, thì chết rồi. Thực ra là làm hai cách này nó đều đúng. Bởi vì lý do là mình hiểu. Thì xin lỗi cái đoạn này nhá. Cái đoạn này thầy ghi sai là không đúng đâu. Đoạn này đúng. Đúng. Bởi vì là cái chỗ này này là mình có thể nhóm được. Đúng là nhóm được. À, thầy phải sửa đề thế này thì nó mới sai này. Thầy xin lỗi nhá. Thì bịa ra cái đề này chưa chính xác đâu. Chỗ này thầy phải để làm như thế này này. Thế nào nhỉ? Cho nó sai đi nhỉ? Mà mình làm lung tung ấy. Trừ à? Đấy, à đây 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 đây. Trừ như thế này thì mới là sai này. Nhá. Để cho đây thành số 18 đi. Rồi, đây, làm thế này thì là sai này. Nếu mà bọn con làm tùy tiện thì nó mới bị là sai này. Đây, xin lỗi cái đoạn này nhá. Không biết là các bạn nào phát hiện ra là thầy làm sai không đây. Nào, đây nhá. Làm sai này là lấy 18 trừ đi. Còn các bạn đấy lại tự lấy 9 trừ 3 là sai. 9 trừ 3 bằng 6. Xong lấy 18 trừ đi 6 thì còn 12. À, thế này là sai nhá. Sai. Thực ra ấy, 18 trừ 9 trừ 3 thì mình phải làm từ trái qua. Thì phải lấy 18 trừ 9 còn 9. 9 xong hạ 3 xuống là giữ nguyên. Xong lại làm tiếp là 9 trừ 3 bằng 6. Thì đây mới là đúng này. Nha. Còn cái phép tính lúc nãy ấy, mà chẳng may hai cách có đều đúng ấy, thì mình cũng đừng có suy nghĩ gì nhiều vội. Mà mình hãy cứ bám chặt vào hai cái quy tắc ban đầu này. Nếu chỉ có nhân chia, chỉ có nhân chia thì hãy cứ làm từ trái qua phải. Đừng có nhóm ghép lung tung. Nhóm ghép lung tung rất là dễ sai. Nếu chỉ có cộng trừ thì cũng làm từ trái qua phải. Đừng có nhóm ghép lung tung. Nhóm ghép lung tung là phải hiểu cơ. Chứ nhóm ghép lung tung là dễ sai lắm. Được chưa nào? Rồi bây giờ thầy sẽ sang tiếp ví dụ mà có cả cộng trừ nhân chia. Nào, cộng trừ nhân chia thì phải làm thế nào? Nhân chia trước, cộng trừ sau nha. Đây, câu 3. 12 chia cho 6 rồi nhân với 2 cộng với 3. Rồi, để cho cộng 1 đi cho đẹp. Để cho chúng ta thấy là nó sẽ ra kết quả tự nhiên nhưng mà lại là sai. Đây, 12 chia 6 nhân 2 cộng 1. Bọn con cứ chép vào vở đi. Sau tự làm đi xem ra bao nhiêu. Làm sai là như sau. Là các bạn lại thấy có phép cộng. Mà phép cộng nó lại dễ. Thế là làm cộng trước. Cộng trước này. Đấy, thì bằng 12 chia 6 nhân 3. Chỗ này là sai.
Đó, sai. Được chưa nào? Trong cái bài mà có nhân, chia và cộng, trừ thì nhớ là phải làm nhân chia trước, cộng trừ sau. Làm đúng là làm gì? Làm đúng phải là 12 chia 6 nhân 2 cộng 1 bằng 12 chia 6 thì bằng 2. Xong lại chép nhân 2 cộng 1 vào đây. Thì 2 nhân 2 là phải làm trước các cộng ấy nhá. Chứ đừng có ai lấy 2 cộng 1 trước là sai đấy. 2 nhân 2 bằng 4. 4 cộng 1 thì cuối cùng mới ra 5. Đây là phép làm đúng. Được chưa nào? Rồi. Còn nếu như mà có phép tính lũy thừa thì sao? Lũy thừa thì sao? Đây. Lũy thừa thì lại phải làm trước. Mặc dù lũy thừa nó không đứng ở đầu phép tính đâu. Lũy thừa không đứng ở đầu phép tính nhưng vẫn phải ưu tiên làm trước. Ví dụ đây, thầy cho 12 trừ đi 2 mũ 2 nhân với 3 nhá. Xong rồi chia cho cộng đi cộng với lại 6 trừ 4 chia 2. Bọn con nhìn một cái phép tính lằng nhằng không? Làm đúng nhá. Làm đúng. Bài này là có gì đây? Có lũy thừa, có nhân, có chia, có trừ, có cộng. Bài này là đủ luôn, cộng trừ nhân chia lũy thừa. Nhưng nếu giữ nguyên tắc thì sẽ biết là phải làm lũy thừa trước. Giữ nguyên 12. Chỗ này là 2 mũ 4 thì ra 2 mũ 2 thì ra 4. Nhân với 3 cộng với 6 trừ 4 chia 2. Sau đó hết lũy thừa rồi đúng không? Bây giờ chỉ còn cộng trừ nhân chia. Thì phải làm gì? Nhân chia trước và cộng trừ sau. Vậy phải giữ nguyên 12. Phép trừ chưa làm đâu. Nhân phải làm trước. Phép cộng chưa làm đâu. Phép trừ chưa làm đâu. Phép chia phải làm trước. Đó, 4 chia 2 bằng 2, 4 nhân 3 12. Phép nhân chia phải làm trước. Rồi bây giờ nó về dạng cái gì? Toàn là cộng trừ. Toàn là cộng trừ thì làm từ trái qua phải. Làm từ trái qua phải. 12 trừ 12 còn 0. Cộng 6 trừ 2. 0 cộng 6 là 6. 6 trừ 2 thì bằng 4. Đó, kết quả là 4. Muốn thực hành kỹ về quy tắc thực hiện các phép tính mà không chứa dấu ngoặc thì bọn con hãy lấy sách giáo khoa ra, lấy sách bài tập ra, lấy phiếu của thầy cô ra làm đi. Và nhớ cho thầy, quan trọng nhất là bốn cái dấu cộng này, bốn dấu cộng này vô cùng quan trọng nhá. Rồi thầy sẽ viết một phép tính cuối cùng cho bọn con tự thực hành rồi viết kết quả vào trong phần bình luận cho thầy xem, được không nào? Rồi câu số 5. 200 trừ đi 2 mũ 3 nhân với 9 cộng với 32 chia 2 mũ 4 hỏi kết quả bằng bao nhiêu? Không có dấu ngoặc nha. Nhớ quy tắc cuối cùng, nếu có cả lũy thừa và cộng trừ nhân chia thì hãy làm lũy thừa trước rồi đến nhân chia và cuối cùng mới là cộng trừ. Cứ làm dần dần, đầu tiên là làm lũy thừa. Hết lũy thừa rồi thì mình nhìn vào cái dãy đó, mình thấy nếu có nhân chia thì mình làm nhân chia trước. Đây, nếu có nhân có chia thì làm nhân chia trước. Khi hết nhân chia rồi còn toàn cộng trừ thì mình làm từ trái qua phải. Rồi, hy vọng là bọn con đã hiểu cái phần này nhá.